Xin chào các bạn, lại tiếp tục chuyên mục món rang miệng nha. Thì hôm nay Ngân sẽ làm rau câu trái dừa và rau câu dưa hấu. Để làm rau câu trái dừa thì chúng ta cần thứ nhất đó là trái dừa, nước cốt dừa, đường và bột agar. Lần này Ngân sẽ làm rau câu với bột agar, tức là rau câu giòn á. Tiếp theo, để làm rau câu dưa hấu thì chúng ta cần một quả dưa hấu như vậy, đường và bột agar. Ok, bây giờ bắt đầu làm rau câu dưa hấu trước nha. Bây giờ chúng ta sẽ bổ đôi trái dưa hấu ra. Nếu dưa hấu có hạt thì mình sẽ lấy hạt ra nha. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cái phần thịt dưa hấu bỏ ra ngoài để mình đem đi xay sinh tố. Đây, sau khi đã nạo xong cái phần dưa hấu ra rồi, chúng ta có một cái vỏ như thế này. Ta sẽ đổ rau câu vào đây nhé. Rồi chúng ta cho dưa hấu vào cối xay sinh tố để mình xay ra thành nước nha. Okay, sau khi đem nước dưa hấu đi lọc qua rây thì chúng ta đã có được nồi nước như thế này. Bây giờ chúng ta tiến hành cho đường và agar vào nha. Khác với chili thì mình sẽ cho agar vào khi nước còn đang lạnh như thế này. Còn đối với chili thì mình phải chờ cho đến khi cái nước rau câu nó sôi lên thì mình mới cho chili vào. Sau khi cho đường vào, mình sẽ thử cái độ ngọt của nước dưa hấu xem nó đã vừa hay chưa, rồi mình bắt đầu cho agar vào. Bây giờ mình cho agar vào. Khuấy đều tay. Sau khi khuấy tan đường và agar rồi thì bây giờ mình bắt cái nồi nước này lên bếp, mình nấu cho nó sôi. Sau đó mình sẽ đổ vào cái vỏ dưa hấu. Nước dưa hấu đã sôi rồi đây. Một màu đỏ tuyệt đẹp. Bây giờ Ngân sẽ đổ vào vỏ dưa hấu nha. Tiếp theo chúng ta sẽ làm rau câu trái dừa nha. Thì trái dừa nè, mình đã bổ cái nắp của nó ra như thế này. Đổ nước dừa vào nồi. Bây giờ cho đường vào nha. Cũng sẽ nếm thử xem cái độ ngọt nó đã vừa chưa. Rồi mình hẳn cho agar vào. Rồi bây giờ mình cho agar vào khi nước đang lạnh nha.
cũng tương tự. Mình sẽ đem nồi nước này đi đun sôi, và sau đó mình đổ vào trái dừa. Nước dừa đã sôi rồi đây. Bây giờ mình đổ vào trái dừa nha. Rồi mình sẽ chừa lại một phần nước dừa để mình làm cái phần nước cốt dừa đục ở phía trên á. Ok, nước cốt dừa cũng đã xong rồi đây. Và thạch thì cũng đã cứng vừa đủ để mình chế một lớp tiếp theo.